À, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay anh thợ này anh cưa cái cây dừa ở trong nhà này luôn nha các bạn. Ở đây là gần với cô tô. Ở đây là chùa Trà Đây á các bạn. Ở đây mấy cô này xem anh thợ cưa cây nha các bạn. Các bạn theo dõi anh thợ này cưa cây này như thế nào nha. Rồi anh thợ bắt đầu leo lên rồi đó. Ở bên kia có cái nhà nữa các bạn ơi. Đó. Nhà nha các bạn. Cây dừa cặp với cái nhà luôn. Ở đây có cái cọng dây điện nữa các bạn. Dây điện trắng đen này truyền vô nhà là có điện nha. Cây dừa khá là cao luôn các bạn ơi. Nó nghiêng vô trong luôn các bạn. Cái cà này căng lắm nha các bạn. Cây dừa này không phải dễ cưa đâu. Rồi anh thợ đã lên tới nóc nhà dịch tàu khô gớt lủng cái đầu. Rồi anh thợ đứng ở trên nhà đang xiền cái cọng dây điện cho nó sát vô cái cây dừa nha các bạn. Rồi anh thợ leo lên tiếp rồi đó. Càng cái cọng dây đai luôn mà. Dây đai đó là dây đai an toàn nha các bạn. Dây đó đặt mua ở trên mạng nha các bạn. Rồi anh thợ lên tới chảnh rồi các bạn ơi. Rồi anh thợ kéo cái máy cưa lên rồi các bạn ơi. Máy cưa đó là máy cưa Shindawa 1039 nha các bạn. Thợ bắt đầu cưa đó các bạn ơi. Mấy cái đầu lá nhỏ gớt từ từ xuống nha. Chống hết phía rồi các bạn ơi. Cưa rớt lên nóc nhà nha, đùng đùng luôn các bạn. Ảnh cưa rất là lẹ nha. Các bạn mà thấy cưa thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây này chưa cũng chưa coi chưa có gì đó cần chưa hả thì hãy liên hệ số điện thoại em để dưới đường link mô tả video nha cô chú anh chị. Cái máy cưa anh thợ đang sử dụng đó là cái máy cưa 1039 Shindawa nha. Cưa rất là nhanh lẹ luôn. Gớt xuống thiết bùm bùm luôn các bạn ơi.
Rồi em thợ cắt cái đọt dừa đó các bạn. Đó là sụ, sụ, ngã. Cưa cái cây này ở trong nhà gần đường lộ các bạn, cho nên tiếng xe hơi ù ù một tí nha. Đứng xích xuống đi rồi dạt cái đó cho nhỏ lại đi. Rồi anh thợ bắt đầu cưa ngang cho nó ngã luôn á các bạn ơi. Ca này căng lắm rồi các bạn. Chùa không ra là nó rớt xuống nhà. Anh thợ bắt đầu cắt từ từ qua đó các bạn ơi. Đó, tay cưa em đang nếm hay gì đây. Anh thợ đang thủ thế nha các bạn. Đang cưa mà đang lái luôn các bạn, lái giờ nó qua là vô nhà, ca nó căng nó càng hợp lắm, ngã, quá khéo rồi. Bây giờ đứng xích xuống các bạn ơi. Anh thợ này cưa cái cây dừa này mình cũng hồi hộp quá. Cái cây này ở trong gạch nhà cho nên anh thợ phải cắt khúc xô xuống nha các bạn. Đầu leo xuống cắt từ từ xuống nha các bạn. Cái cây này ngã dài không có được, nó đụng nhà tùm lum hết trơn, sập nhà của chúng ta. Nên anh thợ phải cắt khúc từ từ xuống.
chưa có đứt đâu đó. Ê, chưa có đứt. Rồi, đứt rồi đó các bạn. Cây dừa phải cắt cho nó đứt qua luôn nha các bạn, để nó xước da là kéo dây đai xuống. Xuống nóc nhà đó. Kéo mấy lá dừa đó xuống hết đi hả cưa? Tắt cái máy đi. Lá dừa trên nóc nhà khá là nhiều nha các bạn. Ở trên đó liền chúng mình đó. Liền ngó ngó một cái. Ở trên đó nếm ba cái lá dừa dục xuống nha các bạn, dọn cho sạch ở trên nóc nhà luôn. Bỏ cọng dây điện của anh kia luôn. Rồi cắt ngang mấy nhà đi.
Rồi bây giờ anh thợ leo xuống để chuẩn bị cưa gốc nha các bạn. Tột luôn rồi các bạn ơi. Cưa chân đinh đó, chỗ đó đinh không á. Anh Dân thợ bắt đầu giật máy cưa cho ngã nha các bạn. Đứng đứng vô trong. Tao qua bên kia đứng đã thêm bà không? Ừ. Góc đinh không á, sát dưới luôn đi. Cây dừa này quá đinh luôn rồi, gần nhà người ta đóng đinh máng đồ á các bạn. Dưới dân võng đồ mặt đinh. Cắt cho này đi, coi ngang chỗ nào đó không có đinh đó quất phút rồi.
Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha các bạn, nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn, mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.